các bạn ơi, đừng quên channel của mình nha. Xin chào các bạn. Xin chào các bạn. Ken ơi, xin chào các bạn đi. Xin chào các bạn. Hôm nay Ken đang làm gì đó? Wow, bạn Ken có hai chiếc ô tô rất là to này các bạn ơi. Một chiếc màu đỏ này. À, chiếc xe này hình như là chiếc xe xe cứu hỏa hay là xe cần cẩu ấy nhở. Wow, ba chiếc xe chồng lên nhau luôn này. Ui, bạn Ken nhiều xe nhở. Ui, chiếc nữa à. Cao thế nhở. Wow. Ôi, xe nào không phải đâu. Không phải đâu, à, đổi đấy, đổi chiều. Đúng rồi. Được không? Có cần mẹ giúp không? Không cần. Không cần á? Không cần mẹ giúp à? Wow. Wow. Lấy cho con sâu ăn kẹo rồi. Cho con sâu ăn kẹo hả? Dạ. Kẹo ở đâu nhở? Chúng mình có kẹo không? Có kẹo. Ồ. Chúng mình làm gì có kẹo nhở? Chúng mình hết kẹo rồi mà. Ha 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 ha. À, sao tên ô tô này lại chặn đường của ta? Hãy tránh ra. Tránh ra để cho ta đi tìm anh cao sấu nào. Tên ô tô này hư quá, dám chặn đường của ta. À, tấn công. Dám sự tấn công ta đúng không? Hãy đến đây, hãy nhào đến đây, ta sẽ cắn cho một cái này. Nào, tấn công. Nào, nào, nhào vô, nhào vô, nhào vô thử coi. À, hai tên ô tô luôn hả? Hai tên ô tô này dám sự cản đường ta. Ta sẽ cho các ngươi biết tay để ta đi gọi anh cá sấu lên đây. Chờ ta một chút nha, ta đi gọi anh cá sấu lên đây đã. Ta đi gọi cá sấu đây. Anh cá sấu ơi, anh cá sấu ơi, giúp em với, có hai tên ô tô kia hư quá, dám sự chặn đường của em đấy. Đây này, nó đây này anh này đấy, nó dám chặn đường của em này, anh xử lý nó cho em cái coi nè. Từ cá sấu này. Wow, ôi đánh nhau rồi, ôi đánh nhau, nó xấu rồi. Ai thắng rồi? Ai thắng? Cá sấu với ô tô đánh nhau ai thắng nhỉ? Wow, cá sấu khỏe nhỉ? Cá sấu đẩy nó phát ô tô rớt xuống hồ luôn. Thắng rồi, anh cá sấu thắng rồi, mừng quá. Hai chiếc ô tô đã bị đẩy xuống hồ rồi. Ôi ôi, ôi ôi, rớt rồi. Ha ha, cảm ơn anh nhá. Nào, dê cái nào, dê tay cái nào. Dê, ôm nhau cái, ôm nhau cái tình cảm nào. Úi ôi, cảm ơn anh nhá. Hi, anh cá sấu đã đánh thắng hai chiếc ô tô rồi các bạn ạ. Bây giờ chúng mình, hai anh em chúng mình đi chơi đây. Còn một tên nó xuất hiện à. Ha. Anh cá sấu ơi, đánh tên này đi, nó chặn đường em này, anh cá sấu ơi. Xử lý nó đi. Xử lý nó đi. Sao đánh anh cá sấu của ta hả? Không được, không được. Con này khỏe quá, sao đánh được cả mình nhỉ? Ôi, đau quá. Ôi, đau quá. Chạy thôi, chạy thôi. Chạy thôi. Chạy, 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 chạy thôi. Chạy thôi, chạy thôi. Chạy thôi, chạy thôi, chạy thôi. Chạy, 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 chạy thôi. Ôi, đau quá. Ôi, thua rồi. Con xe này nó gầy gầy mà sao nó khỏe thế nhỉ các bạn nhỉ? Đi bác sĩ không? Đi bác sĩ hả? Đâu? Ôi, con sấu ơi. Ôi anh đau quá, con xe kia nó đánh phần đầu anh đau quá. Ôi, bỏ tay ra, bỏ tay ra. Anh cá sấu ơi, có sao không? Ui, người anh có bị bầm dập chỗ nào không em xem nào. Chết rồi. Ôi người anh bị thương hết rồi này, bụng anh bị đau rồi này. Thôi anh ơi em đưa anh đi bác sĩ nhá, để khám cho anh xem anh bị làm sao nhá. Cái xe này nó khỏe, nhìn nó nhỏ nhỏ mà sao nó khỏe quá anh ạ. Đi, chúng mình cùng đi nào. Rồi đi đi. À, đi thôi, đi thôi, chúng mình đi thôi, chúng mình đi thôi, đi bác sĩ nha.
Bây giờ đến nhà bác sĩ rồi. Chào bác gấu. Chào bác gấu. Bác gấu ơi, cháu đang bị con ô tô nó đánh vào người, đau quá, bác khám với cháu với, bị làm sao này. Đây, bác khám đi ạ. Khám bụng đi, khám bụng đi, cháu đau, đau bụng quá. Đây. Cổ nữa, cổ cháu đang bị làm sao, bác sờ cổ cháu xem nào. Sờ cổ, ui, bác thấy cháu bị làm sao rồi? Cháu bị xe ô tô nó đâm hả? Dạ, cháu bị ô tô đâm bác ạ. Bị ô tô xe cái nào hả? Dạ, cháu đau lắm bác ạ, bác khám với cháu cái cổ của cháu xem là như nào. Sao rồi bác? Có sốt không hả bác? Sốt. Bác sờ đầu cháu xem. Ờ nó sốt chưa bác? Bác chưa. Thế cháu phải làm gì bây giờ? Bây giờ bác cho cháu uống thuốc đi. Để cháu khỏi đi, cháu đau quá nè. Ủa ơi. Đâu cháu xem quả trứng nào, đâu cháu nhìn thế nào? Xem nào bác chưa thì nhét vào mồm cháu thôi. Đâu? Ủa ơi, quả trứng to nhỉ? Ăn từng quả một thôi nha, cháu nghẹn đấy. Rồi, đút từng quả thôi. Rồi, đút đi. Wow. Ui ôi, ngon quá. Rồi cho cháu quả nữa đi, cháu khỏe nào. Ăn nhiều và nó mới khỏe được. Rồi, ăn quả cảm nữa. Cảm ơn bác sĩ nha. À, cảm ơn bác sĩ nha, khỏe rồi. Đâu cho xem nào. Cho xem nào, cháu đi lại được chưa nào. Con đi được, con đi tới sáng. Ừ, khỏe rồi. Bác chữa cho hai quả trứng vào bụng rồi, khỏe rồi, bụng to chưa này. Đấy, bụng rồi. Ăn quả trứng. Ăn quả trứng xong rồi là chúng mình đi về nhà thôi, chúng mình khỏe rồi. Thôi đi về thôi, đi về nào. Bác sĩ gấu đã ngủ rồi, bây giờ chúng mình đã đến ăn trộm quả trứng này. Wow, quả trứng này ngon lắm các bạn ạ. À, hồi nãy bác sĩ khám cho cá sấu và đã cho ăn hai quả trứng này đấy. Wow, bác sĩ Ken đang ngủ rồi, chúng mình ăn quả trứng thôi. Wow, nào thôi chạy thôi. Chạy thôi cho Sám ơi. Tao ăn được hai quả trứng rồi. Tí nữa về tao cho mày một quả, nhanh lên. Tao còn lấy trộm được một quả nữa này, nhanh lên. Chạy thôi. Không, bác Ken dậy bây giờ chết. Bác Ken gấu chạy dậy bây giờ là bác cái đánh cho đấy. Quả trứng đâu? Quả trứng của mình đâu? Quả trứng của mình ăn quả trứng rồi. Đi tìm thôi. Tìm xem nó đâu rồi, tìm ở trong cái gối xem có quả trứng không? Mất rồi. Mất rồi hả? Mất rồi. Wow, bây giờ làm sao nhỉ? Nghĩ coi. À, Ken ơi, chắc là con cá sấu đấy. Hồi nãy mẹ thấy nó ăn cái quả trứng nó rất là thèm luôn ấy. Chắc nó lấy quả trứng của Ken rồi. Yeah. Đi tìm đi. À, con cá sấu này dám sự ăn trứng của anh Ken nè, ăn vụng trứng này. Trời ơi, trong bụng trong con quả nào nữa không? Ken ơi, kiểm tra đi. Hồi nãy chắc lúc Ken ngủ xong rồi nó ăn của Ken đấy. Còn không? Hết rồi. Phạt cá sấu đứng vào trong góc đi, vì tội là ăn vụng trứng nào. Đúng rồi. Đứng lên, sao lại nằm vậy? Phải đứng lên. Rồi, đứng im đấy nha. Không ra nha. Rồi, cả bạn cho xám này cũng là đầu têu này. Đi phạt luôn. Rồi, đứng im nha. Rồi, xong rồi, tạm biệt các bạn đi nào. Tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại. Ở coi hết.